kinh sau nữa là cứ đừng đợi như thế này. Chìa khóa này em cắm vô một cái đàn, cái đàn nãy giờ má nhau đó chắc luôn, còn mơ là nhầm bụng má tìm chắc luôn mà tính rằng nó không nghe mùi bê rượu gì chứ. Lấy chìa khóa nhà đút vô mở đi vô rồi. Cái này gọi là gì các bạn? Đó, đặt nữa. Đó, cái đầu bếp chân mà đứng lên đạp rồi. Đây có cái đồ gác chân sau cho người ta ngồi má nó giờ đạp rồi. Mày đi ngáo đá chắc luôn. Không có chìa khóa mà anh đứng anh dặn hoài má không hiểu vì sao bị gì không tốt đạp mở dán lên chân dán lên chút vào đầu dán lên chút vào đầu đúng rồi á à, giờ leo lên đạp luôn rồi trời ơi trời leo lên đạp luôn rồi đéo tin luôn má đéo tin được luôn để đéo tin luôn đéo tin luôn đủ nó đéo tin luôn các bạn ơi mà nó đi ngô tại cái xe nó bỏ xe luôn tập xe luôn nãy giờ mình có tiếng rồi mà đi chưa nè.